Hello, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với video mới nhất của mình nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn về một cái phần mềm giúp các bạn thể tham gia và kiếm tiền được ở trên cái phần mềm này nhé. Và cái đường link tham gia cái phần mềm này mình sẽ để dưới phần mô tả này. Và khi các bạn bật lên nó sẽ có một cái giao diện như thế này. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ qua cho các bạn. Đầu tiên thì các bạn có thể đọc qua một số phần thông tin ở đây. Ở đây là mình đã dịch ra tiếng Việt sẵn rồi nên là các bạn có thể để ý này. Đây là cái phần nó sẽ cập nhật những cái phần phiên bản mới ấy, để chúng ta thể cập nhật nhá. Và một số những cái vấn đề mà nó kiểu như là phát hành lên cái nền tảng này ban đầu được gọi là gimme đó, và khắc phục bằng cách cơ bản như sau. Khi mà chúng ta hôm nay thì mình sẽ giới thiệu qua thôi nên là các bạn có thể chú tâm cho mình, bởi vì cái nền tảng này nó là rất là mới nên là chúng ta có thể để ý nhá. Nếu mà bạn thấy bất kỳ lỗi nào sau đây này, và các bạn có thể đọc qua đây cho mình, điều đó thì có nghĩa là rút ra một cái một số phần khác đấy bên dưới này. Đấy, các bạn có thể đọc cho mình. Mạng thì nó sẽ phải ổn định ở đây, phần cứng CPU này và một số thông số kỹ thuật khác ở đây để chúng ta thể tìm hiểu kỹ hơn nhá. Đó là cái phần A này, tiếp theo sang cái mục B. Mục B ở đây nhá. Đấy, các bạn để ý có chữ S, để S đây nó hiện lên là phần tiền đây nhá. Tiếp theo sang mục B này, mục B đây trước khi chạy bất cứ thứ gì thì chúng ta cần phải có một cái ví để các bạn có thể nhận tiền đây. Đó, chúng ta cần phải có cái ví ở đây nhá. Đây, ví để nhận tiền đây. Hiện tại thì sẽ có hai loại ví, đó là ví support này và ví put put dot. Cái ví này thì mình thấy ít người dùng, đa số là sẽ dùng cái ví sắp sắp vua này. Đó, tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là download qua cái ví này nhá. Còn ngoài ra một số phần thông tin mà nó sẽ hướng dẫn chúng ta cài đặt một trong hai ví trong quá trình trình duyệt, tạo tài khoản mới, địa chỉ này, tài khoản này, cần thiết những cái bước ở đây để sự giúp đỡ này. Để các bạn đọc qua cho mình. Tham khảo bài đăng diễn đàn của chúng tôi, đảm bảo các tự phần khác. Tiếp theo bên dưới này này, lưu trữ này. Đó. Trước khi bắt đầu loot của mình, bạn sẽ muốn quyết định một số phần như sau này. Điều này sẽ gửi tới một số các thứ này. Đây đa số toàn là thông tin thôi nên là mình sẽ chia sẻ lên cái phần mô tả để các bạn thể đọc qua cho mình nhé. Đây rất là nhiều những cái thông tin này. Mấy hôm nay thì mình cũng rất là bận nên là cũng không có thời gian ra video được. Thì mình cũng thấy cái dự án cũng như cái nền tảng này nó cũng khá là hay nên là ngày hôm nay mình làm video chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể tìm hiểu nhé. Và video sau mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Tiếp theo đó một số phần này anh lưu ý này. Bạn không thể chuyển đổi giữa các loot này và một số các phần như là Webby này. Ở đây nó kiểu như là tải cái trình duyệt như là trình duyệt Brave ấy, hoặc là trình duyệt Firefox chẳng hạn, để chúng ta có thể tham gia nhé. Và khi các bạn tham gia, các bạn cần có một cái ví để chúng ta có thể liên kết và các bạn có thể nhận được những cái đồng coin đấy. Hiện tại này các bạn đọc qua cho mình thấy rất là nhiều phần. Bên dưới này còn có một số phần nữa cơ. Rồi, bên dưới này còn có một số phần như là tìm kiếm các phiên bản phát hành này, hỗ trợ này. Đó, và cách tải này, chúng tôi có thể hướng dẫn cách tải xuống tệp hệ điều hành tương ứng ở đây. Đầu tiên này, đây là tệp thích tệp thực thi thực hiện kết nối mạng không gian ở đây. Đây là tệp thực thi sẽ thực hiện phần thưởng trên lô lưu trữ được phân bổ. Ngoài ra còn tùy vào một số phần như là CPU Open chẳng hạn. Đây các bạn để ý là Windows này, Mac này, Opus này và một số phần khác. Còn bên dưới này là những cái thông tin. Đấy, những cái thông tin như này các bạn có thể sao chép này. Đây rất là nhiều những cái thông tin hữu ích, các bạn có thể sao chép nó vào nhé. Đây rất là nhiều những cái thông tin đây. Nó chia sẻ ở đây và các bạn có thể sao chép cho mình. Đa số nó toàn là tiếng Anh thôi. Những cái thông tin này nó cũng giống như là những cái hệ số ấy, để khi các bạn tham gia để chúng ta có thể tìm hiểu. Bên dưới này có một số phần khác này, một số phần khác ở đây để chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn và các bạn có thể nắm rõ hơn được những cái phần này nhé. Đây, nó sẽ có những phần sang bên này dài hơn một chút này. Ở đây là những cái phần mà mình tô đậm đây, tô đậm đây để các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn. Đấy, tô đậm đây nhá. Nhưng mà nó toàn đa số toàn là tiếng Anh thôi nên là nhiều khi nó cũng hơi khó một chút nên là bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn ấy thì ở video sau mình sẽ làm một cái video chi tiết hơn để mình có thể hướng dẫn và hỗ trợ các bạn để cách để chúng ta có thể tham gia được ở trên cái nền tảng này nhá. Rồi kéo xuống này một số phần khác. Rồi mình sẽ kéo tiếp.
Ok rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lên hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta thể liên kết ví nhá. Vừa nãy nó sẽ có một cái phần đó là phần ví. Thì mình sẽ hướng dẫn giả sử nha, các bạn muốn tham gia ở cái ví Xúc Quất này. Đây các bạn ấn một phần ví đây. Đây là cái phần mà các bạn có thể download tải cái ví support này về. Ở đây thì nó sẽ có video này, video cách để chúng ta thể tham gia cũng như là sao chép địa chỉ này và nhận một số phần ở đây. Nó cũng sẽ có những cái phần như là các bạn để ý này, đó crypto này, LFT này và một số phần khác. Các bạn kéo xuống bên dưới này thì nó cũng có rất là nhiều phần, ví này nó cũng liên kết rất là nhiều những cái nền tảng khác nhau, ATAT này, support này và một số phần các bạn có thể đọc qua đây cho mình. Kéo xuống này, đấy, nền tảng này rất là hay. Cái ví này mình thấy nó cũng khá là mới nhá, khá là mới. Nếu mà bạn nào mà tham gia kiếm tiền online thì đây cũng là một cái ví để các bạn thể trải nghiệm đây. Đấy, cũng có rất là nhiều những phần thông tin mới đây để chúng ta thể nắm rõ và các bạn thể tìm hiểu. Bên dưới này thì nó sẽ có hai nhóm để các bạn thể join vào, đó là Discord và nhóm Telegram để các bạn thể join vào nhé. Và một số phần khác đây, chúng ta có thể kéo xuống đây. Ở bên trên này khi khi mà các bạn vào ấy thì nó sẽ có một cái phần đó là phần download ở đây. Đây download này, các bạn có thể ấn một phần download ở đây cho mình. Trong cái mục download này thì nó sẽ hiện lên bốn cái trình duyệt. Đây như các bạn có thể để ý này, Chrome này, Firefox này, Blu-ray. Như lúc đầu video thì mình cũng đã chia sẻ ở đây này, hiện tại nó đang có cái ứng dụng Blu-ray này. Đấy, khi các bạn tham gia chúng ta có thể nhận được xu nhá. Xu sau đó mà xu này các bạn kiếm được càng nhiều, kiểu như là người ta tham gia trình duyệt theo cái đường link của bạn ấy, mà các bạn càng kiểu như là giới thiệu được nhiều thì các bạn càng nhận được nhiều phần thưởng nhá, cũng như là nhận được xu. Nó là cái đồng coin đát hay sao, như ngày xưa mình tham gia đó là đồng đát. Đây các bạn có thể ấn vào mục Firefox đây để chúng ta thể download này. Đấy, đây nó sẽ hiện lên cái phần download Suret đây, thì các bạn có thể ấn mục phần download ở đây cho mình này. Sau đó các bạn có thể chuyển lên cửa hàng CH Play, các bạn mục phần cài đặt ở đây cho mình. Và sau khi mà các bạn đã cài đặt xong rồi thì các bạn có thể mở ứng dụng Firefox này lên bình thường thôi nhá, mở lên bình thường thôi. Sau đó các bạn có thể đăng nhập cũng như là đăng ký bình thường, nhập điền cho mình cái Gmail ra đây, xong ấn mục phần đăng ký, điền password, mật khẩu bao nhiêu tuổi, rồi ấn mục phần tạo tài khoản đây cho mình là được nhá. Mật khẩu này, nhập lại cho mình một lần nữa mật khẩu, điền cho mình cái số tuổi ở đây nhá. Đây mình sẽ điền qua số tuổi ở đây. Đó, sẽ có một cái mã ở đây này. Đấy là cái phần mà mình hướng dẫn các bạn download nhé. Ngoài ra ở trên này nó còn có rất là nhiều phần khác để chúng ta thể tham khảo thêm này. Đây, các bạn để ý này, tổng quát này và một số phần khác để chúng ta thể tìm hiểu sâu hơn về cái ví này. Các bạn có thể download lộ trình này, bảo vệ và một số phần khác. Đây, tải xuống này. Đấy, ấn một phần tải xuống download về. Ở đây thì nó liên hệ với rất là nhiều những cái phần tiếp theo ở đây. Rồi bây giờ đấy là cái phần mà các bạn có thể tham gia ở cái mục ví này. Mình sẽ quay trở lại nhé. Đấy là cái phần mà mình chia sẻ cho bạn về cái ví support này. Bên cạnh đó nó còn có cái ví carrot ở đây để chúng ta có thể tìm hiểu và tham gia. Ở bên dưới này nó còn có một số phần nữa này, như các bạn có thể để ý cài đặt này, và một số phần rất là nhiều, lưu trữ này, điều này chỉ giữ một số này, cách hướng dẫn này. Hầu như đa số ở đây nó toàn là những cái thông tin thôi, nên là các bạn có thể tìm hiểu đây. Sang cái phần thứ hai này, tìm kiếm tất cả các bản phát hành ở đây. Bạn có thể tìm thấy bất cứ các tệp nào ở đây này, hỗ trợ này, đó và một số phần hoặc là người nông dân thoát ra khỏi trong những cái vấn đề này. Đây nó hướng dẫn cách tải xuống này, hệ điều hành tương ứng này, spec lót, đây là tệp thực thi sự kết nối mạng, đó, không gian con. Ngoài ra nó còn có một số các chức năng tùy ý ở đây. Bên dưới này là cái phần mà vừa nãy mình cũng đã hướng dẫn qua rồi nhé, nên là các bạn có thể tham khảo qua cho mình. Rồi tiếp theo sang cái phần đó là bây giờ các bạn có thể chỉnh sửa tệp ở đây. Các bạn có thể thay thế này, thay thế Enjoy ID bằng tên mà các bạn muốn hiển thị trong phép đo từ xa, đấy, không ảnh hưởng đến bất kỳ gì. Tiếp theo đó là thay thế địa chỉ ở đây. Đó, thay thế địa chỉ bằng địa chỉ ví của các bạn đây nhé. Đây các bạn có thể thay thế địa chỉ bằng địa chỉ ví của bạn. Tiếp theo thay thế này, size bằng kích thước này. Đó, đây các bạn có thể đọc qua cho mình. Và bây giờ các bạn có thể đọc qua cho mình tiếp theo.
sang đến cái phần bạn có thể đọc bằng Docket. Docket. Đấy, Docket ở đây nhá. Phần còn lại thì hãy đọc qua tham khảo ở đây. Và một số phần Portmore này, Inta bây giờ thì load máy chủ đo từ xa này, đa số toàn là những thông tin thôi. Nên là đây các bạn có thể đọc vào đây này. Nó sẽ có phần menu chính này, học này, bắt đầu làm này, tài nguyên này. Nó sẽ hiện đây là cộng đồng này và một số phần khác. Thì ở đây nó cũng hướng dẫn hết. Đây nó sẽ có hai phần này. Đó, đặt đường hướng dẫn tùy chỉnh nút này, đặt nút của bạn sử dụng ở đây. Tất cả những gì mà bạn cần làm đấy, thông qua vung số ở đây. Thí dụ này, nó sẽ hiện ở đây. Thí dụ các bạn có thể sao chép đây này, nó sẽ hiện lên cái phần sao chép đây để chúng ta thể sao chép. Sau đó các bạn có thể chuyển sang một phần khác. Đây chuyển sang một này. Đây là chuyển sang nhá, thông tin này. Trước khi nhóm được phát triển đề cập, cụ thể bạn không cần phải xóa. Đây là cấu trúc nhá, cấu hình này. Và nói chung bạn có thể tải xuống bản phát hành mới nhất và khởi động lại model bằng các lệnh giống nhau như khi bạn bắt đầu phiên bản trước đây và không có lỗi gì. Đấy, ở đây là nó cũng hướng dẫn rất là chi tiết này. Nó hướng dẫn cái đoạn này rất là chi tiết nên là các bạn có thể đọc qua cho mình nhé. Đây, đó, phiên bản trước sau này. Rồi tiếp theo sang một số phần này. Phần dưới này này, nó sẽ hiện lên này. Đây, các bạn để ý này. Phần dưới này nó sẽ hiện lên ở đây cho chúng ta để các bạn thể tìm hiểu cho mình ở đây nhá. Đây, cái phần này. Đó, những cái phần nào mà nó có từ thăng này thì nó rất là quan trọng khi các bạn tham gia kiểu như là tải ứng dụng hoặc là tải phần mềm thì nó sẽ hiện ở đây cho chúng ta nhá. Tiếp theo bên dưới này cũng là một số phần không quan trọng, nếu là thực thi root này, nông dân này, là root trước và chụp ảnh này, cả hai đều hoạt động lý do này. Rồi bên dưới này là một số phần các lệnh ở đây. Đấy, đây cũng rất là dài, trên cái nền tảng này nó khá là dài này. Đây là một số mẫu hữu ích ở đây. Đó, một số mẫu hữu ích ở đây để chúng ta có thể đọc và tìm hiểu lưu trữ này. Ví dụ, còn đây là phần ví dụ. Tiếp theo sang cái mục 4, đó là lưu trữ dữ liệu trên này. Lưu trữ dữ liệu chúng tôi đang ở trong giai đoạn đầu phát triển nhưng mà rất muốn thấy một sự bắt đầu xây dựng. Đấy, chạy một này. Đây là chuỗi của nó. Rất là nhiều những thông tin nên là khi mà đọc hết ở đây thì nó mất rất là nhiều thời gian. Xây dựng nguồn này. Lưu ý này, các bạn đọc qua cho mình nha, xây dựng nguồn lưu ý đây. Đây, đây cũng là một cái phần rất là quan trọng. Để các bạn có thể lưu lại cho mình nhé. Rồi, gặp khó khăn. Tiếp theo sang cái vấn đề gặp khó khăn này. Chúng ta có vấn đề gì thì các bạn có thể là liên hệ ở đây. Đấy, đây là những vấn đề mà các bạn gặp khó khăn ở đây cho mình. Chỉnh sửa trang này, mạng không gian con này, cộng đồng này, xã hội này. Đấy, cộng đồng này. Xã hội thì nó sẽ có những phần YouTube này và một số phần khác. Ngoài ra nó còn có những phần tiếp theo nhé. Bên cạnh đó thì các bạn có thể tham gia nhóm Discord. Đó, Discord hoặc là nhóm Telegram đều được. Đấy, nhóm Discord hoặc là nhóm Telegram đều được. Đây là cái phần mà mình hướng dẫn. Các bạn có thể tham gia nhóm Discord và Telegram. Đây các bạn có thể join vào nhóm Telegram ở đây cho mình nhé. Hoặc là nhóm Discord. Rồi, các bạn có thể vào đây này. Nhóm Discord này. Subpack này, chào mừng bạn đến này. Ok. Đấy, đã đọc và xem đây. Rất là nhiều phần các thông tin khác đây. Đấy, mời vào một số phần khác. Đấy, các bạn có thể chờ đợi đã đọc và xem các kênh ở đây nhé. Chờ những thông tin ở đây cho mình là được. Rồi mình có thể quay trở lại đây. Nhóm này nó đang làm một chút. Ngoài ra thì các bạn có thể follow cả trang Twitter đây nhá. Đây ấn mục phần follow đây, nó sẽ hiện lên mục follow đây để chúng ta có thể follow này. Nó có rất là nhiều những cái phần thông tin ở đây để các bạn thể đọc và tìm hiểu cho mình. Đấy. Kéo xuống này, đấy, rất là nhiều nhá. Ok. Rất là nhiều những cái thông tin đây để chúng ta có thể tìm hiểu. Rồi mình có thể quay trở lại này. Đấy là những cái phần mà mình đã giới thiệu qua cho các bạn về cái nền tảng ngày hôm nay, và video sau thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn chi tiết hơn để các bạn thể tìm hiểu về cái nền tảng này nhá, và các bạn thể tham gia và chúng ta thể kiếm tiền được miễn phí được ở trên cái nền tảng này. Thì video của mình kết thúc ở đây. Xin chào tất cả bạn nhé.